Đây, nhìn coi đó, đẹp chưa? Dạ bây ồ tủ luôn nữa kìa. Cái tủ kia của Kim Chi đâu, chỉ cho bà nội. Buồn buồn thì cô với chú ở đây xem cái tivi này thấy cũng vui. Và đặc biệt là khi mà cô chú đi làm như thế này á, thì bé Kim Chi ở nhà sẽ tự xem tivi coi như là một phần giải trí. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì Bùi Hồ tiếp tục đang có mặt tại huyện vị thủy của tỉnh Hậu Giang. Và phía sau lưng đây là ngôi nhà của Kim Chi, một cô gái tí hon hàng ngày đến trường trong cái chiếc gỗ nhựa của bà nội. Và hôm nay có mặt ở đây á, muốn tạo cho gia đình một cái bất ngờ cũng như là cô bác quý anh chị. Đó là được cô Vân ở Mỹ hỗ trợ 600 USD để mua cái phần nội thất. Và nội thất là gì thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng vào trong để cùng xem với Bùi Hồ ha. Lý do là cái bàn thờ cũ của ngôi nhà của nội Kim Chi á thì đã mối một ăn rất là nhiều, nên Bùi Hồ có mua một cái bàn thờ nó trang trọng như thế này, rất là đẹp luôn cô bác anh chị. Toàn em thấy bàn thờ này đẹp không? Toàn là một người dân địa phương ở Hậu Giang. Mà để biết được hoàn cảnh của em á thì em Kim Chi á là nhờ sự giới thiệu của Toàn. Anh một đồng thấy sao? Đẹp quá em. À, lát để cho bà nội khui ra ha. À, đúng rồi, để cho bà nội khui ra. Rồi, có cả luôn một cái bàn ăn nữa cô bác anh chị. Mà ở ngoài sau lưng á, tí xíu quay cho cô bác anh chị. Bây giờ thì ở trong cái đoạn clip này á, thì Bùi Hồ sẽ giới thiệu nội thất và có những gì. Sau đó thì sẽ công bố ngôi nhà cũng như quay toàn thể ngôi nhà cho cô bác anh chị biết ha. Đây, vô cái đi, khoan. Đóng cái, đóng cái. 1, 2, 3. Yeah. Đây, một cái ngôi phòng rất là sáng và thoáng mát. Thì Bùi Hồ có thay mặt cho cô Vân ở Mỹ á, hỗ trợ cái phần nội thất thì mua một cái tủ để quần áo nhỏ nhỏ như thế này. Đây là tủ quần áo để riêng cho Kim Chi nha cô bác quý anh chị. Kim Chi thì thân hình bé bé nên là nữ cái tủ quần áo này á sẽ ship bỏ vô được, đúng anh một đồng? Đúng rồi. Rất là đẹp ha, tí xíu cho bà nội bốc siêu luôn. Còn đây, đây là một cái tấm nệm cho ông nội của bé Kim Chi và có cả một cái tấm ga. Còn đây là một cái giường 1m6 cho hai bà cháu có thể ngủ ở trong cái phòng này, rất là thoáng mát luôn. Một cái giường, một cái đệm với lại hai cái gối. Và ở đây còn hai cái gối nữa nè, nhưng mà chưa có khui ra. Đây luôn à. Hai cái gối, hai cái bồng. Cái gối này nào không cô bác anh chị? Rất dễ thương ha, có áo gối đồng nhìn rất là đẹp. Đó, có cả cái mùng luôn nè. Còn một cái nữa, đó là cái tủ quần áo lớn. Đó, cô bác anh chị thấy vui không? Đó, rất là đẹp luôn á. Một cái ngôi nhà đó, thì hoặc là cắt một ngôi nhà nào á, thì một là ánh sáng và hai là gió. Thành thử ra là vì sao ở ngoài trước này không có cửa sổ? Lý do là ở ngoài trước này cái mặt cậy đằng trước này nè cô bác anh chị, mặt này nè, là lấy đủ gió và đủ ánh sáng luôn. Nên khoét cửa sổ ở đây là một điều gì đó nó rất là dư thừa ha. Nó không có tác dụng gì ở đây hết. Mà khi mà không có cửa sổ này mình có thể treo cái giấy khen của bé Kim Chi được nữa nè. Đó, mưa gió rồi nó không có bị tạt vô luôn ha. Rồi, bên đây cũng không phét được nha cô bác anh chị. Rồi bây giờ vô tới đây anh Đồng ơi. Vô tới đây thì nói về cái phần cửa sổ. Tại sao không khoét cửa sổ ngay tại phòng của ông, của bà nội và Kim Chi và bé Kim Chi? Thì ở bên kia á, nếu như mình để cửa sổ ngay tại chỗ này nè, thì nó sẽ vướng với lại một cái mái nhà đất của một người kế bên, nên mình khoét không được. Và khi mà cái anh thợ bắn tôn á thì cũng rất là khó phải chui vô về bắn mới được. Nên là ở chỗ này khoét không có được cô bác anh chị. Cũng có anh Vũ thợ sắt thì cũng có nói với Bùi Hồ, và Bùi Hồ cũng cảm thấy nó rất là hợp lý. Còn nếu như mà khoét cửa sổ ở chỗ này á, để nhìn qua cái bếp bên hông á, thì nó có một cái gọi là ở ngoài sau này có một cái cửa lớn nữa nè. Gió này là gió từ ở dưới sông lên ha, gió từ dưới sông lên. Thành thử khoét cửa sổ ở đây với ở đây nó đủ ánh sáng thì mình đâu cần khoét để làm gì. Khoét cửa sổ mục đích á là để lấy ánh sáng, lấy gió để coi ngôi nhà nó thông thoáng. Và ngôi nhà này thì rất là cao, và ở trong đây bảo đảm với cô bác quý anh chị là không có nóng. Mà để hạn chế cái nóng nữa thì đã đóng luôn cái phần la phong ở trên nè. Cô bác quý anh chị cũng thông cảm và hiểu cho các anh em cất một ngôi nhà. Phải nói là khi mà cất một ngôi nhà thì rất là nhiều hộ gia đình mà có tiền cất ngôi nhà, người ta phải thức trắng rất là nhiều đêm, suy nghĩ lo tiền bạc lo này lo kia. Nhưng mà mấy anh em cũng cố gắng, đây là hoàn thành ngôi nhà chứ chưa gọi là hoàn hảo. Mà để hoàn hảo thì sẽ có bình luận của cô bác quý anh chị đó ha.
để mà góp ý cho các anh em càng ngày phát triển hơn. Bình luận nhẹ nhẹ thôi, bình luận nhiều mấy anh em buồn hôm qua suy nghĩ ngủ không được bệnh luôn rồi. Rồi thông tin với cô bác với anh chị là đây là cái tivi LCD TCL của điện máy xanh. Cái tivi này có giá là 3.990.000. Đây, một cái tivi 32 inch. Và phần nội thất và phần tivi này thì được cô Vân ở Mỹ hỗ trợ tổng cộng là 600 USD. Thì 3 triệu mấy, cái khung này là khung giá treo này nhiêu anh? 250 gì? Hả? Chút xíu tính thì chưa cho tiền, hôm qua mới ứng có 500 ngàn tiền cọc thôi. Cái này là cái giá treo lên cái... 180 hả anh ha? 180. Cái giá treo lên cái con á. Này là ông bà nội của Chim Chi Chi chắc ở nhà bất ngờ lắm cô bác anh chị. Rồi tí xíu nữa em tính tiền luôn ha anh ha. Và mỗi một phần như thế này cũng nhờ sự chung tay của rất là nhiều của Quý Mạnh Thường Quân và Bùi Hồ sẽ công bố ở cái clip danh sách bàn giao nhà. Cái phần nội thất này á thì được cô Vân. Cô Vân lúc đầu ủng hộ là 200 đô để mà làm cái phần xây nhà, sau đó là nói nội thất cô Vân nói ấy đi, cô Vân hỗ trợ hết phần nội thất là 600 đô nữa, gồm có cả tivi và nội thất. Nói chung là rồi chị Chi ở Mỹ nó hỗ trợ phần nền, cô bác anh chị nhiều lắm, thì tí xíu nó công báo tổng cộng cái ngôi nhà này nó gần 100 triệu luôn cô bác anh chị. 100 triệu là kể cả luôn nội thất rồi ủng hộ tiền học cho bé Kim Chi, chứ không phải ngôi nhà này thì nó chỉ có 6 mấy triệu thôi. Ở thông tin với cô bác anh chị thì 6 mấy triệu thì nó cũng gần 100 triệu, nó gần 100 triệu. Dạ đồ đạt nó là đồ đạt nó là cái 100 triệu. Cắt ngôi nhà trong vòng có 3 ngày là xong rồi, 4 ngày nội thất bàn giao nhà nữa. Ủa cái này gì anh, này máy giặt mà. Ủa cái lo hả, em đâu có hát karaoke gì đâu. Đi giao trên này nữa à. Anh đi ghép đi, đi ghép đi anh, ghép đi anh thợ, ghép đi ghép đi đưa cái để em chụp hình em vô em ghép à. À vậy anh em tưởng nó anh live stream chứ. Đó là cái đó đem lên trên kia. Tivi này nó có giọng nói luôn nha. Có giọng cái đồ mod nó có giọng nói luôn. Nói là nó lên luôn á. Có bắt sóng wifi được luôn á cô bác anh chị. Này có wifi. Có chỗ wifi có luôn. Không? Có wifi luôn. Có chỗ wifi luôn. Chứ mấy... Dạ có wifi. Ông bà nội đi đâu mất tiêu rồi anh Đồng ơi. Anh Đồng thấy ngôi nhà này đẹp không anh Đồng? Trong này anh. Cho ông bà nội với Kim Chi mà mỗi khi vô phòng thì xem. Giờ hồi sáng người ta đem đồ nội thất vô bất ngờ không? Bất ngờ. Bất ngờ sao nói con nghe với. À thấy cái chú nó dừng lại nói ủa đây tôi đâu đặt đồ đâu chú. Giờ chú đó nói sao? Chú đó nói cái chú kia có người đặt nó là địa chỉ ở đây mà. À. Nói vậy là người nào? Rồi cái nói thì nói cái người mà bữa mấy chú nói gì là cho bé Kim Chi. Dạ. Dạ, mấy chú nói vậy nên rồi nói mới biết chứ không thôi. Rồi trả tiền cho ta chưa? Trời ơi, cái mấy chú đâu có giao phiếu đâu. Đã đặt giùm mà. Đã giao đồ không mà không có đưa phiếu. Rồi bây giờ mời cô gỡ này ra đi. À cái này ha. Này là cái bàn thờ cô thấy đẹp không? Đẹp mà gọn. Gọn nữa, đúng không? Gọn nữa luôn cho nha, căn nhà mình nó gọn gàng, đừng bề bộn như. Cái bàn thờ này bằng gỗ đẹp lắm, nó có chỉ có 3 triệu mấy thôi. Nó không có cái tủ ở dưới á nên là nữ là nó chỉ là một cái bàn thờ để mình thờ phượng thôi. Ôi cái tủ ở dưới lao cờ cánh chú ơi, tôi không có thời gian đâu. Dạ nhưng mà cái này là cô thấy đẹp ha. Đẹp mà gọn vậy. Để ăn gì vậy? Này là bằng gỗ thì nó rất là cứng cáp luôn. Cây này tốt nè. Cây tốt, vậy ba thấy đẹp không? Đẹp, đẹp. Bà ba. Đẹp mà nó gọn, nặng cho nó gọn gàng cái căn nhà mình luôn. Đẹp không? Vừa là vừa đấy. Thôi nói thật chứ không phải nói cái bàn nó thấp như thế này nó vừa để cho cô có thể thắp nhang được luôn. Đúng không? Vừa cái ngôi nhà luôn. Nó gọn gàng cái ngôi nhà mình. Biển ngôi nhà mình quá đẹp mà. Dạ, đẹp quá. Vô đây còn này nữa nè. Cho được cũng mang ơn chú. Dạ, đây là cái bàn ăn cơm. Mở đi thôi. Cho ba bà cháu. Mở luôn không hay để đó đi? Thôi để đó đi. Để đi ha. Đẹp rồi, là inox là đẹp rồi. Bàn này là bàn inox các bác anh chị. Có hóa đơn hết à. Thì tí xíu nữa anh kia anh giao anh đưa một cái hóa đơn luôn. Chú vô đây chú. Trời ơi. Mới lại chú. Mới lại. Nội thất nè. Cái gì con? Ôi ôi, tiên quý luôn.
Rồi ơi, thiệt chứ. Rồi hồi nãy thì chú kia có dẫn chú coi cái này rồi. Còn cái tủ đồ bự nữa. Dạ, nãy còn cái tủ nữa. Con nói còn cái nữa là xong. Rồi còn cái tivi này bắt ở đâu? Bắt ở đây được không? Để nằm ở đây coi ra hay là bắt ở ngoài? Hả? Bắt ở trước hay ngoài? Thôi mình biết đâu mấy chú không hay... Tùy cô, nhà của cô muốn bắt ở đâu? Bắt ở đây đi. Bắt ở đây thì bé có thể coi được. Rồi cô có thể tối coi được, chứ bắt mà trước tối sau ra nằm coi. Dạ. Dạ. Rồi cái ồn ào lắm. Ở trong này đi mình coi cho nó khỏe. Đúng không? Nhà có wifi mà đúng không? Không. Cái wifi á. Cái wifi đó là cũ lâu rồi mà đâu có ấy đâu, nó cáp. À nhưng mà còn có cái nào có wifi không? Trước con gặp một cái cục wifi mà. Có cái cục đó mà nó cắt ra không có xài. Cắt rồi hả? À nó cắt rồi. Sao vậy? Không có tiền đâu, người ta không cho. À. Bắt đi anh, bắt ở đây đi. Không có tiền đóng, người ta đâu có. Đi xíu thì bắt 4G, vậy là chưa có wifi hả? Bắt có cáp. Cáp được không? Được. Bắt ở đây đi. Có đường dây cáp còn y nguyên đó. Bắt đây đi hả? Một tháng đóng tiền cáp là 50. Cái này gắn cáp được mà. Ừ. Gắn đây là để cái con gắn cáp. Cái này là không dịch quạt được á. Thấp xuống dưới chút xíu anh, thấp xuống nữa, thấp xuống nữa. Rồi, ngàn vậy đi. Tivi vậy nó thấp quá. Thấp quá, kim chi đâu có ấy được. Ngồi bé nó mới nhảy thôi, chứ để ngước đầu lên mỏi lắm em. Bé nó mền nhỏ xíu à. Trên đó vậy mà thấy nhỏ xíu nhỏ thấp thôi. Nhỏ xíu bởi bắt thấp cho bé coi, chứ bắt cao là bắt cao nó được. Vậy đó, cỡ đó được rồi đó chú. Bắt cao là ngước cao là tí nữa đi. Cỏ mỏi lắm. Là cái tivi nó lên tới đây. Ở đây à. Vậy là được rồi đó, TV tới là tới đó được đó thôi. Chị Thu, cô Thu muốn làm sao? Bắt ở đâu được á, tùy cô. Cho thuận tiện bà cháu thôi. Rồi, bắt đi, chỗ nào cái này làm được là làm. Bên đây được. Qua đó thì nó hơi bị, ở bên đây nhìn xéo qua được nè. Xéo qua mà lại đó đi đi. Hay là bắt bên đây? Bên đây tủ áo. Tủ áo hồi mình giờ qua bên đây. Tủ áo để sát vô đó rồi. Sát đó rồi. Sát không hẹp, sát bên đó, sát bên đó cũng được. Vậy là bắt ngay đây. Ờ bắt bên đây nè, bắt bên đây tiện nè. Tùy theo mà để cho mà bắt bên đây thì không có ổ điện. Đúng rồi, bên đây thì không có ổ điện. Đây rồi bà cháu luôn nằm đây coi đây luôn. Ủa mà không được ổ điện thì sao? Hả? Ổ điện chừng nữa mình truyền ra được không? Chú truyền điện được không? Dẫn qua. Dẫn điện qua, điện ở đâu mà để. Kiểu như mình mua cái. Bắt bên đây đi. Để nữa lát nữa có cái ổ ghim cho mình ghim qua. Bắt cái này với bắt thì nó chỉ bắt được cái này thôi nha. Cỡ bắt là bắt cây này. Hai cái niệm luôn. Cây này đồ thì thấp quá. Ở đây được không? Cao lắm à. Dặn là đừng có dọn cái món gì vô. Ở đây được không? Ở đây thì bắt có hai ngót mà. Này yếu lắm. Đâu để lên trên từng đó không cao đâu. Cao á. Ở cái nhà nghe tao đâu không chết. Ông lên nhà cao không ngồi được. Hả? Lên nhà không ngồi coi cái đó, bắt nó coi dưới tiếng được không? Đó được đó. Được không? Đó được. Ở đó đi anh. Đó đi. Cho nó tiện bắt nghe bắt quá thì con vô mình tự về á. À mình tới gần cái cây này cho nó cứng không? Cái cây. Chỉ đó là chú nó bắt vô cái bắt cây. Nhưng mà ở trên nó là được, hai cô dưới này thấp quá anh Đồng ha. Ừ đó là vừa đó chú. Bắt ở đó giùm em đi. Quyết định ở đó đi. Anh Đồng, tại vì ở đây thì cái tivi nó cũng xuống đây nè. Xuống tới đây nè. Còn ở đây là tivi nó xuống dưới này nè. Cái này là hình nó to. Mình coi hơi xa cũng ngon nữa. Cái đầu dạ. Con nói tiếng gì nó cũng lên tiếng đó đó. Chút xíu nữa mình lấy dây điện đi rồi cho anh này anh thử một cái. Rồi nữa mình đi điện qua. Dạ. Rồi mừng không cô? Mừng quá trời mừng luôn rồi. Không bắt ở đây luôn anh. Dạ. Tính... Hồi sáng đi xuống đò thôi chở cho ai chắc cho thu. Tính được cái nhà thì mừng dữ lắm rồi. Bây giờ đồ không nữa. Nữa. Ừ. Bất ngờ chứ. Dạ. Sáng nay là qua đây cúng mâm cơm để mà vô ở luôn hả? Dạ. À, sáng nay thì có mua trái cây gì cúng không? Có, trái cây rồi bông hoa luôn đầy đủ. Dạ, lát nữa mình để lên đây mình cúng luôn. Hồi nãy cái bàn thờ để nữa. Để hai chậu bông nè, hai chậu bông á. Dạ. Với hai dĩa trái cây. Dạ. Để tủ thờ đó ngồi. Dạ. Nói chung là cô chú anh chị cũng rất là thương ông nội bà nội, thương lắm. Ông nội bà nội của bé Kim Chi á, vì cái hoàn cảnh nghèo mà sống cũng khá là vất vả mà cuộc sống chân thật lắm. Nên thành nữ là cô chú anh chị, thậm chí rất nhiều cô chú anh chị gửi đến hai lần tiền. Ví dụ như là chị Chi hay là cô Vân đó. Rất là nhiều cô chú anh chị sau khi gửi xây nhà xong rồi làm cho nó đẹp cái ngôi nhà nữa. Dạ. Dạ. Có muốn nói gì không chú?
muốn nói mà không có biết lời lẽ sao để nói với mấy chú nè. Thôi vậy tôi thay mặt gia đình đi, tôi sẽ nói vài câu. Rất cảm ơn Mạnh Thường Quân ở gần xa và cô chú ở trong nước và ngoài nước giúp đỡ gia đình tôi. Tôi rất mừng và tôi cũng chúc cho các Mạnh Thường Quân và các cô chú có nhiều sức khỏe để lo cho những người bất hạnh như gia đình tôi vậy. Rất cảm ơn, những người nghèo cũng cần cô chú với Mạnh Thường Quân gần xa ha. Vậy cũng cảm ơn dữ lắm luôn rồi, không biết nói sao nữa. Rồi cũng cảm ơn mấy chú nha. Chúc mấy chú cũng có nhiều sức khỏe để mà làm nhịp cầu nối để lo cho dân nghèo chúng tôi nha. Nói chung là ngôi nhà của cô á, thì quay clip xong 3 ngày thì Bùi Hồ cũng như là quý Mạnh Thường Quân là quyết định xong là cất nhà. Cất nhà lúc đó thì chỉ có mới có 19 triệu thôi. Nhưng mà vì sao thì cũng có anh Nhiêu quý Mạnh Thường Quân hỗ trợ, nó các em cất đi thì thiếu bao nhiêu anh sẽ bù vô. Đó là động lực lớn để mấy anh em tiến hành cất ngôi nhà góc gút như thế này. Cất ngôi nhà góc gút như thế này á là một phần vì mưa gió, một phần vì cái cảnh khổ thì với lại cô, một phần vì các anh thợ trên cái đường đi xuống Cà Mau á thì sẽ hỗ trợ luôn. Mà không ngờ là trước hơn ngôi nhà của bé Tú ở Cà Mau luôn. Rồi, đó là một điều thần tốc ha. Phải nói là biệt đội xây nhà thần tốc. Cũng tí xíu nữa đây thì bắt TV xong thì sẽ thử TV và sẽ gửi tiền cho các anh nữa. Còn cái vấn đề mà bàn giao ngôi nhà nè, rồi công bố số tiền Mạnh Thường Quân ủng hộ đến thời điểm này nè, rồi tiền cho bé Kim Chi, cho bà nội nuôi bé Kim Chi nè, rồi một bữa cơm ấm cúng cùng với gia đình, mấy anh em sẽ dùng với lại gia đình cô một bữa cơm cho nó sum vầy, chịu không? Trời ơi, đồng ý luôn chứ chịu gì. Thôi thì bây giờ âm thanh nó cũng hơi ồn, mà đợi cho anh này bắt tivi xong cái mình thử cái ha. Mình thử cái tivi cái rồi sau đó mình sẽ gửi tiền tivi cho anh. Rồi có hóa đơn sẵn hết à. Thì Bùi Hồ cũng đã thống kê sẵn hết nên cô bác quý anh chị cứ yên tâm là tại sao lúc đầu cất ngôi nhà có 50 mấy triệu mà bây giờ nó lên gần 100 triệu. Gần 100 triệu đó là cái số tiền của quý Mạnh Thường Quân ủng hộ. Đó, kinh khủng không? 100 triệu làm biết nào có. Ai bữa đó chú lại nói hỏi anh Chi đâu bây giờ. Một kim đáy biển rồi chú. Dạ. Một kim đáy biển. Mơ ước. Một kim đáy. Bây giờ là... Người ta nói là ngang, người ta nói trúng số không quá. Bây giờ là căn nhà mơ ước Kim Chi đã có rồi. Cũng nhờ các Mạnh Thường Quân gần xa với cô chú anh chị rồi á, sau đó là mấy chú trước mấy chú rồi sau là Mạnh Thường Quân rồi sau đó nữa mấy chú thợ quá cực khổ đến với chị rồi bây giờ chị cũng không biết sao nữa. Thấy mấy ông thợ này cắt có cẩu thả không? Không. Phải nói là tích cực mà quá trời nhiệt tình luôn. Mấy anh thợ là cắt cũng rất là nhiều ngôi nhà. Và anh Vũ với anh Hợp thì cũng làm những cái công trình lớn rất là nhiều. Anh Hợp cũng vậy, cắt những cái ngôi nhà mà hàng tỷ bạc là chuyện bình thường. Và anh Vũ cũng gắn bó với anh Hợp á, làm những cái công trình rất là lớn luôn. Nên những cái công trình như thế này đối với anh nó làm nhanh gọn lẹ. Tại vì mỗi người mỗi một việc hết à. Năm anh thợ là không có người nào nghỉ tay mà làm từ 6 giờ sáng cho đến gần 7 giờ tối. Vì sao phải làm nhanh như vậy? Vì ở xa nhà nè, đi làm nhanh như vậy để tiết kiệm được cái thời gian và có thể bàn giao ngôi nhà sớm nhất. Thì cũng chân thành cảm ơn anh thợ rất là nhiều, anh Vũ, bên đội của anh Vũ rồi bên đội của anh Hợp nữa. Thôi còn bây giờ TV cũng gần xong rồi, mình ôm ái tí xíu rồi sau đó mình sẽ trả tiền TV, trả tiền ngoài thất ha. Mười mấy tấm hóa đơn hay là tấm ra mười mấy triệu? Cái tủ này rất là dễ thương luôn. Ủa? Này em có rồi mà. À kê cái tủ thôi ha. Không có cho đâu à. Dạ. Ai vô.
cái tủ áo này của cho ông bà nội Kim Chi đi, phải không? Đúng rồi anh. Đẹp ha. Cái màu rất là dễ thương. Hợp. Cái tủ này màu hợp với nền gạch ha. Đúng rồi. Rồi sẵn anh tháo bọc ra giùm em luôn đi. Ờ, cái tủ ở đây mình để cũng vừa luôn ha. Vừa luôn. Cái tivi đây là bắt hợp lý chứ bắt ở kia là thấp lắm, đúng không anh Đồng? Rồi thiếu nha mấy anh. Đẹp lắm. Trời ơi, tháo cái bọc ra nó sáng ghê ha. Sáng đẹp quá. Đâu anh mở mấy cái cửa cho cô bác quý chị xem với. Đó, cái này là tự Bùi Hồ lựa luôn á cô bác quý chị. Tại vì bất ngờ mà, nó có một cái tủ quần áo cao bên đây, tủ quần áo xếp ngắn ngắn nè. Ở dưới cơ nữa kìa. Đó. Có vàng có tiền gì để vô đó. Khóa lại. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Rồi, khép vô đi anh. Dễ thương quá ha. Đẹp. Cái tủ rất đẹp. Rồi, giờ nè, em sao ra giờ em hợp với cái màu gạch nè. Thấy không? Em để xuống gạch đó. Thấy không? Giờ em hợp. Hợp quá, hợp luôn. Okay. Vậy là quá đẹp ha. TV, tủ đồ đầy đủ hết. Rồi em gửi tiền luôn anh ơi. Không có thiếu. Đây các nhà vậy đó, cho anh ta. Qua đây em gửi tiền. Giường 1m6 là em đọc, giường 1m6 là 1,8 triệu. Đúng rồi. Nệm gấp 3. Nệm gấp 3m6. Hai cái là cái 600 lần 1,2 triệu. Cái gối nằm là hai cái bị hai cặp, mỗi cặp 70 lần 140. Hai cái mùng là 300. Tủ 5 ngăn là 1 triệu. Bàn inox là 600. Cái bàn này nè. Rồi tủ áo ba cánh là tủ áo bự mới đem vô cô bác anh chị là 2 triệu. Rồi cái bàn cúng gỗ tràm là 3,2 triệu, tổng cộng là 10,240,000. Anh đó anh nói là bớt cho em 240 đúng không? Đúng rồi, xin ra bớt 240 anh giữ. Rồi em giữ cái phiếu này lại luôn. Cái phần này là của cô Vân ở Mỹ hỗ trợ nha cô bác anh chị. Sáng nay thì Bùi Hồ cũng đã đi rút tiền để mà trả cho các anh luôn nè. Anh đếm giùm em ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, cảm ơn anh nhiều ha. Rồi, cảm ơn luôn. Dạ, chúc anh sức khỏe. Rồi, anh ơi, anh TV em gửi tiền luôn. Gửi tiền luôn đi, chút cài đặt để chờ cái ổ điện đó anh. Dạ, hôm qua em có gửi 500 rồi. Ở cái trong đây nó có hóa đơn. Dạ. Cái tivi là 3,490 triệu. Còn lại 3,490 triệu đó. À nó giảm, đã thanh toán là 3,990 triệu là dạ, còn trả 500 nè. Trả 500 là còn lại 3,490 triệu. Cộng với 180 ngàn. Là nhiêu? Cộng giùm em à. Giữ này, em giữ này luôn ha. Anh ký cho em mượn em chụp hình lại với em gửi lên. Dạ. 3,490 cộng 180. 3,670. Có bao nhiêu đây em sẽ gửi bao nhiêu. Đây là tiền Mạnh Thường Quân nên không có. Nên ừ, không em thôi. Dạ, dạ 3,690. 1 2 3 500 3,600. 3,690 đúng không? 3,670. Sao mấy? 70 hả? 3,670 là thật ra là cái tivi này là nó cộng luôn là nó ra tới 4 ngàn đấy, còn ngàn. Nó ra tới 4 triệu mấy nha cô bác quý anh chị chứ không phải là 3,670. Tại anh cộng thêm 500 thêm nữa. 3,670 cộng với 500. 4,1 triệu. Cái tivi này á là 4,1 triệu nha cô bác quý anh chị. Hôm qua thì Bùi Hồ gửi hết 500 rồi chứ không phải là 3,670. Để chút xíu nó thống kê nó cô bác quý anh chị hết. Ký giùm em cái tờ giấy. Dạ ok anh. Vậy là xong của anh ha.
Đây. Ký gì em tạo? Ký tờ này có tiền hay tốn tiền? Ký là đã có nhận hàng rồi á. Dạ. Anh này cũng rất dễ thương. TV này nó có kết nối wifi được hết không luôn á. Một tờ thôi ha. Em ghi số tổng đài là gì, có gì cô chú gọi điện. Dạ anh cứ gửi cho cô chú luôn cũng được. À, rồi rồi rồi. Em ghi số tổng đài đi nha. Rồi ok, cảm ơn anh. Rồi chỉ cần thử cái tivi nữa là xong. Vậy vậy là tổng cộng cái phần nội thất nhà của cô là 10 triệu. 10 triệu bao nhiêu? 400 để tính 10 triệu 200 mấy chục ngàn mà anh bớt 200. 14 triệu nội thất hết luôn á. À tức là tính luôn cái tivi. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Máy tính là 10 cái kia là 3990 cộng cho 108 là 4.170.000 đúng không? 4.170.000 bằng cộng với 10 triệu là ra 14 triệu. 14 triệu 170.000 mà cô Vân thì gửi đến 600 đô nè, thì còn nhiêu dư nhiêu á thì để cho ông bà nội luôn ha. Tí xíu thì sẽ công bố sau. Còn bây giờ thì để thử tivi lên cái đã ha. Buồn buồn thì cô với chú ở đây xem cái tivi này thấy cũng vui. Và đặc biệt là khi mà cô chú đi làm như thế này á thì bé Kim Chi ở nhà sẽ tự xem tivi coi như là một phần giải trí. Cũng cảm ơn cô chú quý chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Cảm ơn cô Vân ở Mỹ đã hỗ trợ và đồng hành cùng với lại Bùi Hồ cũng như là các anh em ha. Như vậy là đã hoàn thành xong cái phần nội thất cũng như là phần ngôi nhà lớn của cô bán chị. Đây là một ngôi nhà không những là mơ ước của cô chú mà còn là những cô hoàn cảnh khác. Để có được ngôi nhà như thế này là nhờ sự chung tay góp sức của tất cả quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước. Xong hết rồi, bây giờ chỉ còn có bàn giao nhà cũng như là cô sẽ dọn lên cúng để ở nhà mới á. Thì cô bác anh chị sẽ đón xem ở những cái video clip sau của các anh em ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.